Thái Lan giành huy chương vàng theo cách khó tin tại ASEAN 19. Khi bị đối thủ dẫn tới 6-0, tôi gần như đã bỏ cuộc, không nghĩ mình có thể ngược dòng thành công, võ sĩ Taekwondo Unpatina Panipat của Thái Lan nói sau khi giành huy chương vàng ASEAN 19, ngày 25 tháng 9. Theo mô tả của tờ Bangkokot, Panipat Unpatina đã giành huy chương vàng đầu tiên tại ASEAN 19 cho Thái Lan khi đánh bại Guo Qing của chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết hạng cân 49kg nữ đầy kịch tính và nhiều tranh cãi. Tờ báo cho biết, sau khi thắng hiệp 1 với tỷ số sát nút 7-6, Panipat để thua hiệp 2 trước Guo Qing với tỷ số 1-2. Đến hiệp thứ 3 quyết định. Khi Panipat để cho đối thủ dẫn tới 6-0, máy tính điểm bất ngờ cho Guo Qing dẫn 23-0. Lúc này, ban huấn luyện Taekwondo Thái Lan đã phản đối và sau thời gian dài xem xét, trọng tài quyết định đưa tỷ số về lại 6-0 nghiêng về võ sĩ Trung Quốc. Chỉ khoảng một phút sau khi khiếu nại thành công và trận đấu trở lại, Panipat đã thực hiện 4 cú đá đầu liên tiếp để giành lợi thế 12-6 để sau đó kết thúc hiệp đấu với chiến thắng ngày 12 tháng 9, qua đó thắng chung cuộc nghẹt thở 2-1, giành huy chương vàng, Bangkokot tường thuật. Panipat là võ sĩ Taekwondo nổi tiếng thế giới sau khi giành huy chương vàng ASEAN 2018 và đặc biệt là huy chương vàng Olympic 2020. Cô được xem là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch ASEAN lần này. Việc Panipat suýt thua và đặc biệt hơn là cách cô ngược dòng nằm ngoài sự tưởng tượng của giới chuyên môn. Khi bị đối thủ dẫn tới 6-0, tôi gần như đã bỏ cuộc, không nghĩ mình có thể ngược dòng thành công. Và tôi đã bị sốc khi trọng tài báo tỷ số là 23-0. Tuy nhiên khi ban huấn luyện khiếu nại thành công, tôi như được tiếp thêm động lực, Panipat chia sẻ. Nhà vô địch ASEAN 2 kỳ liên tiếp đã bật khóc vì hạnh phúc và cho biết đây cũng là á vận hội cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên trước khi giải nghệ, Panipat sẽ tranh tài ở Olympic Paris 2024. Để bảo vệ tấm huy chương vàng cho Taekwondo Thái Lan. Với tấm huy chương vàng đầu tiên nhờ công Panipat, đoàn Thái Lan leo lên hạng 9, 45 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN 19 sau 2 ngày thi đấu chính thức. Mục tiêu của thể thao Thái Lan tại Á vận hội lần này là giành từ 15-23 huy chương vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.